Được.
vòng tất. Hóa ra. Mẹ ca, em đói quá. Đói á? Mày nghĩ tao không đói à? Mau đi tìm đồ ăn. Ui, đại ca, nhiều đồ ăn quá. Đúng. Bà chủ, cho tôi tốt tao rồi. Bà chủ kia, tôi trả hết. Người làm gì đấy, chỗ này tôi mua rồi. Chỗ này của tao, tao có tiền. Oh shit. Ha ha ha!
may thắng ấy, không thèm đồ ăn nữa. Đi. Bà thông đồng với tụi nó, lừa tiền vào tôi đúng không? Đúng không? Mau trả đây. Tiến đây, nhanh lên. Ôi, mà. Nhưng nhị cái gì? Mất thời gian. Mất thời gian. Chúng ta đi. Đi. Tiền, thế là mình mất hết à? Voila. Mệt thế không biết. Ô, có chai nước. Nước. Chúng mày nhờ mà tao đấy. Ô, bà đi trước. Ô, ra tôi đấy. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh là sao đây? Oh shit! Hey you! Stop! Oh yeah!
Hey, what happened? Yeah. Oh, ôi, nhiều tiền thế. Quay em mà. Từ từ. Oh shit. Mày chạy đi đâu? Chờ nha. Đứng lại. Chạy đi đâu? Ê, tiền tiền ạ. À. Em có làm gì đâu. Em có làm gì đâu. Lê Phượng. Hey, you! This way! Me! This way! Let's go! So much money. I'm big boy. Hey you. Money is mine. No, no way. I want no. My fan. Boyfriend, come on, give me money. No! Let's go. No! My fan!
Where is he? Chucky, over there. Okay, look at the Okay. Okay, let's go. Waza! Woohoo! Wow! Hey, you! Cut out that noise! What man? You are big guy. Do you want to die? Yes, but not me. Look. Wow, so yummy. Hey!
Chucky. Where's Chucky? I don't know. Không biết nữa. Để xem hôm nay chúng ta kiếm được nhiều không. Mới nhở? Có ba lô mới để đi học rồi. Nhưng mà chắc là ba lô của người ta làm rơi rồi. Không có thể nhở? Để em thử mở ra xem. Chucky, anh nhìn này. Wow. Nhiều tiền thế. Wow, nhiều tiền thật đấy. Súng. Có khả năng đây chính là ba lô tiền của bọn cướp ban nãy rồi. Giờ chúng ta phải làm thế nào? À, hay là mình mang cho cảnh sát nhá. Có lẽ vậy rồi. Wow, nhiều chai quá. Tối nay em sẽ ăn thật ngon cho mà xem. Sau này á, em sẽ mở một cửa hàng thật to, có thật nhiều đồ ăn. Như đây này. Chúng ta đi thôi. Từ từ đây em. Đưa ba lô cho anh cầm đi. Em cầm này về nhà trước. Để anh xử lý cho. Là sao anh? Anh còn đi đâu ạ? À, anh đói rồi. Em về nhà nấu cơm trước đi. Cái này để anh mang lên cảnh sát cho. Em về trước nha. Anh đi gần đây. Bye bye. Tiền như thế này chắc chắn anh em mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hay là chúng ta mất hết tiền rồi. Chết tiệt. Tại mày, tao mà bỏ mày ở đấy thì mày chết từ lâu rồi. Em xin lỗi anh ca, nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Tao biết tiền của mình ở đâu rồi. Ta đi trước. Đến lúc mình lấy lại những gì đã mất rồi. Let's go. Tao trông mày quen đấy. Cả cái ba lô mày đang đeo cũng quen đấy. Ba lô nào? Tôi không biết. Đây là của em gái thôi. No!
ba lỗ đấy. Không, không, không à. Còn không thì mày biết thế nào đấy. Không, đó là của tôi. Tôi không được đụng vào. Không, mày Hey. Các người đang làm gì? Mau trả lời. Tạm biệt. Oh shit. Chị Trang, mau dừng tay lại, các người đã bị bao vây rồi. Mau bỏ ba lô xuống. Đi, về rồi. Cô cảnh sát ơi, con tôi tiên này, cô cảnh sát.